Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FB Channel, lại là mình đây. Thì như các bạn thường xuyên theo dõi kênh của mình thì các bạn sẽ biết rằng mình có mở một cái shop ở trên Shopee có tên là H20 Store. Và dạo gần đây thì gần cuối năm, gần Tết rồi, thế nên là mình cũng đã có nhập về một số dòng điện thoại có được một cấu hình ngon này, có được một cái màn hình đẹp và có được một camera khá là đỉnh. Đặc biệt là mức giá chỉ rất là phù hợp với anh em, chỉ loanh quanh từ 2 đến 3 triệu đồng mà thôi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn là đăng bán những sản phẩm này để anh em có thể tìm được một cái đơn vị uy tín đảm bảo nhất khi mà mua hàng. Tại vì shop này của mình bán mà, thế nên là sản phẩm mình bán thì chắc chắn sẽ luôn đảm bảo chất lượng cho các bạn. Cũng như là chế độ bảo hành bên mình thì sẽ là chế độ bảo hành 1-1 trong vòng 14 ngày cũng như là 3 tháng với các yếu tố phần cứng. Đó. Rồi, đó là những chiếc điện thoại nào thì bây giờ các bạn hãy cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì mình có để đường link của những sản phẩm mình bán ở ngay phần mô tả cũng như là cái giá luôn để bạn có thể click vào và biết thêm một cách chi tiết nhất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Đến với cái sản phẩm đầu tiên mà một cái sản phẩm anh em đã quá quen thuộc rồi, đó chính là HTC U11. Thì với sản phẩm HTC U11 này mình đang bán ở trên Shopee với mức giá là 2.590.000 đồng, là một cái mức giá phải nói là cực kỳ là thơm so với những shop khác ở trên Shopee rồi. Với sản phẩm HTC U11 thế này thì nó có rất là nhiều các ưu điểm trong tầm giá. Thứ nhất là thiết kế của nó, HTC U11 có một thiết kế rất đẹp và rất cao cấp trong cái tầm giá chỉ có hơn 2,5 triệu mà thôi. Khi các bạn sẽ có được cái mặt kính Gorilla Glass thế hệ 5, các bạn sẽ có camera 12 chấm, khả năng chụp ảnh của nó rất đẹp, được chấm lên đến là 97 điểm DXU Max. Và cái phần viền của nó là viền kim loại cũng như là cái phần màn hình trước của nó thì cái phần viền màn hình của nó là màn hình cong, như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác khi mà vuốt chạm một cách sướng hơn. Nói chung thì về phần hoàn thiện của sản phẩm HTC U11, chúng ta sẽ không thể nào mà chê được trong cái tầm giá này. Còn nói đến phần màn hình ấy thì HTC U11 thì nó sẽ có cho mình cái màn hình nó chỉ là 5.5 inch và cái tỷ lệ của nó là 16:9. Nếu bạn nào chưa biết thì HTC U11 thì kích thước hiển thị của nó sẽ bằng so với iPhone 7 Plus cũng như iPhone 8 Plus. Thế nên 5.5 inch của nó không hề nhỏ đâu nhá. Trải nghiệm game, trải nghiệm ứng dụng các thứ đều rất là ngon lành. Và đặc biệt là khả năng hiển thị màn hình này nó rất là tốt khi đây là màn hình IPS LCD, nó sẽ có độ phân giải 2K Plus và cái việc mà trải nghiệm trên cái màn hình này cũng như là màu sắc hiển thị trên màn hình này thì mình thấy nó xuất sắc hơn những dòng điện thoại tầm trung rất là nhiều. Thế thì nói đến cấu hình của cái dòng điện thoại này thì sao? HTC U11 bên mình bán sẽ được trang bị cho mình con chip là Snapdragon 835, phiên bản 4GB và 64GB bên trong. Thì với con máy này thì mình đã test rất là nhiều các tựa game rồi. Hôm trước thì mình cũng đã test với tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến rồi. Thì bạn thấy không? Nó chơi một cách ngon lành. Còn với tựa game PUBG Mobile thì trước đây mình cũng đã làm rất là nhiều các video test thì nó có thể chơi ổn áp ở cái mức là 40fps và nếu bạn nào chơi ở cái mức 60 thì nó có thể duy trì được ở cái mức là trên 50fps. Nói chung đây là một trong những dòng điện thoại có được cái trải nghiệm gaming cực kỳ ngon trong tầm giá của nó. Nó còn có rất là nhiều thứ hay ho như là bóp này để có thể là bật được cái trợ lý ảo và bật được một số chức năng khác nhau, cũng như là nó sẽ còn có thêm một số chức năng như là kháng nước này ở tiêu chuẩn IP67. Và chiếc máy bên mình thì vẫn còn là zin app luôn. Cùng với đó thì chiếc máy này sẽ được trang bị cho mình viên pin 3000mAh, nhưng mà đây là cái điểm yếu của HTC U11 khi dung lượng pin của nó không thực sự quá trâu. Chúng ta chỉ dùng được liên tục đâu đó tầm là 2,5 đến 3 giờ chơi game liên tục. Còn dùng thông thường thì on stream của nó sẽ dùng được tầm là 4 giờ nhá. Rồi, như vậy thì mình đã thông tin cho các bạn với cái sản phẩm HTC U11 mà mình đang bán chỉ có mức giá 2.590.000 đồng mà thôi. Đến với sản phẩm tiếp theo đó chính là cái sản phẩm LG V30 ThinQ. Thì LG V30 ThinQ bản Plus nhá, bên mình đang bán là phiên bản 4GB và 128GB bên trong thì mức giá của nó chỉ có 2.690.000 đồng. Và mình tin rằng là với mức giá 2.690.000 đồng cho cái phiên bản LG V30 ThinQ Plus này thì đây là một cái mức giá phải nói là cực kỳ thơm cho anh em rồi. Chiếc máy này thì nó có rất là nhiều ưu điểm trong tầm giá. Ví dụ như thiết kế hoàn thiện của nó thì không hề thua kém so với HTC U11 và chúng ta sẽ có phiên bản màu titan, nó cực kỳ đẹp luôn. Các bạn sẽ có cho mình cụm camera kép này, khả năng chụp ảnh của nó thì rất tốt, khả năng quay video của nó cũng cực kỳ là ngon luôn. Các bạn sẽ có hệ thống lấy nét laser, chúng ta sẽ có vân tay ở mặt sau. Và có bạn nào chưa biết thì cái vân tay ở mặt sau này thì nó sẽ là vân tay tích hợp nút nguồn luôn nhá. Và các bạn sẽ có ở bên dưới là hệ thống loa này, loa của LG thì khỏi cần phải chê rồi. Quên, loa của HTC nó cũng rất là ngon khi được trang bị hệ thống loa bong sound nhá. Với sản phẩm LG V30 ThinQ thì nó sẽ được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như là cổng Type-C, rồi là cổng tai nghe 3.5. Còn nói đến phần màn hình ấy, LG V30 Plus thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm màn hình tốt hơn là so với HTC U11.
khi màn hình của nó là màn hình full viền, viền của nó sẽ không có tay thỏ, không giọt nước, rồi cũng như không nốt ruồi, trải nghiệm chúng ta sẽ khá là thoải mái và không có bị gò bó, cũng như không bị khó chịu bởi những cái điểm khuyết bên trong màn hình. Và màn hình này thì mình thấy cái khả năng hiển thị của nó cũng rất tốt khi đây là màn hình PoLED, cũng như chúng ta sẽ có độ phân giải là 2K+ và kích thước của nó sẽ là 6 inch. Cái việc mà xem phim giải trí trên cái màn hình này thì mình đánh giá nó cực kỳ là ngon trong cái tầm giá này luôn. Còn nói đến phần cấu hình thì LG G20 Plus sẽ được trang bị cho mình con chip là Snapdragon 835. Hiệu năng của nó thì có thua kém so với sản phẩm HTC U11 một chút, thế nên bên mình đã hỗ trợ các bạn gỡ phần mềm Game Tuner đi rồi để có một cái trải nghiệm hiệu năng tốt hơn. Và chiếc máy này sẽ được trang bị 4GB và 128GB bên trong, thì đây cũng là một cái điểm cộng để giúp bạn có nhiều không gian lưu trữ cho chiếc máy này hơn. Còn nói đến phần viết pin thì chiếc máy này sẽ được trang bị cho mình viết pin là 3300mAh và pin của chiếc máy này có phần là trâu hơn so với sản phẩm HTC U11 khi mà các bạn có thể chơi game được đâu đó loanh quanh là hơn 3 giờ, cũng như là nếu chúng ta dùng với những tác vụ căn bản thì có thể được hơn 4 giờ, và nếu như bạn dùng thông thường thôi thì có thể dùng thoải mái trong vòng 1 ngày. Chiếc máy này thì nó còn có cái ưu điểm là hỗ trợ khả năng kháng nước ở tiêu chuẩn là IP68. Tuy nhiên thì có một lưu ý như thế này, và đối với những chiếc máy hàng cũ như này, bên mình cam kết là nguyên zin nhưng sẽ không thể nào bảo hành kháng nước được, và không có bất kỳ đơn vị nào có thể bảo hành kháng nước được cho bạn. Thế nên nếu như tất cả những dòng điện thoại cũ có khả năng kháng nước thì bạn cũng không nên test nhé. Rồi, và đó là các sản phẩm LG V30 Plus. Thì nếu bạn nào muốn thêm thông tin có thể search từ khóa ở trên kênh của mình đã có những video đánh giá rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với một cái sản phẩm mới mà được anh em quan tâm rất là nhiều, đó chính là sản phẩm Google Pixel 3a mình đã có ở đây. Đây là một trong những dòng điện thoại mà mình thấy nếu chúng ta mua nó làm máy phụ hoặc mua nó để sử dụng thì phải nói cực kỳ tốt luôn. Thiết kế của sản phẩm Pixel 3a này thì nó quá đẹp, nó quá đơn giản và thực sự nó là một cái gì đấy rất là tinh tế các bạn ạ. Các bạn sẽ có cho mình một camera sau với cái ống kính có cảm biến là 12.2 megapixel, và đây là cảm biến lấy trên Pixel 3 XL xuống luôn. Thế nên đánh giá về phần camera thì mình khẳng định luôn là Pixel 3a có thể gọi là vô đối trong cái tầm giá này. Và hiện tại thì top H20 store của mình đang bán nó với mức giá chỉ nhỉnh hơn 3 triệu một chút mà thôi. Đó, mà sau có các sản phẩm Google Pixel 3a thì nó được làm từ chất liệu là nhựa, tuy nhiên khả năng hoàn thiện thì cực kỳ tốt. Và ban đầu mình sờ, mình trải nghiệm thì mình cứ tưởng là nó được làm từ gốm cơ, rất là chắc chắn và cứng cáp luôn. Đặc biệt là phím nguồn của sản phẩm Google Pixel 3a thì nó sẽ có phiên bản màu xanh này, rồi phiên bản màu cam này, cũng như là phiên bản màu đen. Và nói về phần mặt trước thì với sản phẩm Google Pixel 3 sẽ có cho mình một cái màn hình là 5.6 inch. Nghe đến kích thước 5.6 inch thì khá là nhỏ đúng không? Tuy nhiên 5.6 inch này thì mình thấy nó khá là thoải mái và nó sẽ cho chúng ta một cái thao tác sử dụng nó tốt nhất, vì chúng ta sẽ không cần phải dùng đến 2-3 bàn tay mà dùng một tay như thế này cũng có thể dùng được thoải mái và dùng full màn hình rồi. Và cái màn hình này thì nó không phải là màn hình IPS LCD thông thường mà đây là màn hình OLED luôn, cho một khả năng hiển thị rất tốt và chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái tay thỏ, giọt nước hay là nốt ruồi nào. Chính vậy chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm sử dụng là tốt nhất. Với phần bên trong thì đây là một chiếc thoại gọi là một đứa con cưng của nhà Google, thế nên nó sẽ được update những cái phiên bản Android mới nhất, và chiếc máy này thì có thể lên được phiên bản Android hiện tại là phiên bản Android 11. Tuy nhiên trong thời gian tới nó vẫn có thể được update phiên bản Android 12 và Android 13 nhé. Ok, về phần hiệu năng thì chiếc máy này sẽ được trang bị cho mình con chip là 670. Nói chung thì Snapdragon 670 không phải là một con chip mạnh, tuy nhiên thì nhờ sự tối ưu hóa cực kỳ tốt của nhà Google, thế nên là nó có thể có được những tác vụ sử dụng hàng ngày rất là mượt mà và cực kỳ là nhanh chóng. Và trong quá trình mình test máy để mang đến một cái bài review cho bạn thì mình thấy con Pixel 3a này nó sử dụng một cách rất là ngon lành và gần như không có bất kỳ một cái sự giật lag nào trong quá trình sử dụng. Chắc chắn là do nhà Google đã tối ưu hóa rất tốt cho chiếc máy này. Và chiếc máy này thì mình thấy nó không dành cho những bạn mà đang cần cho mình một khả năng chuyển game tốt, tại vì nó chỉ chơi PUBG được ở cái mức là 40fps, hay là Liên Minh Huyền Thoại ở cái mức là 60fps, hoặc là Liên Quân ở cái mức là 60fps mà thôi. Tuy nhiên thì cái hiệu năng của nó không quá là cao, thế nên nếu như bạn nào mà muốn có được những trải nghiệm gaming là ngon nhất thì có thể chọn qua những sản phẩm như là HTC U11 hay là LG V30 nhá. Ok, và đến với phần camera thì thực sự là với sản phẩm Google Pixel 3 thì có thể gọi là vô đối trong cái tầm giá này rồi. Và mình tin chắc rằng những đối thủ trong phân khúc giá loanh quanh tầm là 6-7 triệu, thậm chí 8 triệu đổ lại cũng khó có thể nào cạnh tranh được về phần camera với sản phẩm này. Tại vì camera của nó làm việc quá tốt luôn, chụp ảnh đêm ngon này, chụp ảnh ngày ngon này, rồi là chúng ta chụp ảnh chân dung cũng cực kỳ tốt vì cái camera này được tối ưu hóa rất là tốt đến từ nhà Google. Còn nói về mặt pin, chiếc máy này được trang bị viên pin là 3000mAh. Tuy nhiên nhờ cái khả năng tối ưu hóa rất tốt từ nhà Google, thế nên thời gian on screen liên tục của nó liên tục là từ 5 cho đến là hơn 6 giờ nhé các bạn. Nói chung là với một cái trải nghiệm thông thường của chúng ta trong vòng 1 ngày thì mình thấy với sản phẩm Google Pixel 3a này nó cực kỳ thoải mái luôn. Và như vậy trong lần này thì mình đã mang đến cho bạn 3 chiếc điện thoại đang bán tại cửa hàng online của mình trên Shopee, đó là Google Pixel 3a, HTC U11 và LG V30 Plus.
với một cái mức giá cực kỳ tốt, chỉ là 2.590.000 đồng cho HTC U11, 2.690.000 đồng cho cái sản phẩm LG V30 và hơn 3 triệu cho cái sản phẩm Google Pixel 3a. Thì mình thấy đây là một cái mức giá nó cực kỳ thơm đến cho các bạn luôn. Cũng như là chính sách bảo hành bên mình thì cực kỳ tốt cho anh em mua hàng. Thế nên nếu bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link mua hàng ở ngay phần mô tả video nhé. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé. Bye bye.